Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Clip ngày hôm nay là để so sánh hai mẫu loa công nghệ cao cấp KEF LSX-LT và DVLA Phantom 2 95dB. Về cái nhìn ban đầu, hai bộ loa có khác biệt nhau rất lớn. KEF LSX-2-LT đến từ thương hiệu của Anh Quốc là loa có thiết kế dạng bookshelf kích thước nhỏ, thích hợp cho phòng nhỏ hoặc để trên bàn máy tính, đem lại âm thanh stereo sống động vui tươi. Còn DVLA Phantom 2 đến từ thương hiệu Pháp là loa công nghệ có thiết kế độc đáo, có thể dùng một chiếc cho âm thanh mono hoặc ghép đôi hai chiếc cho âm thanh hai kênh. Tuy nhỏ gọn nhưng mọi sản phẩm của DVLA đều cho âm thanh rất mạnh mẽ, chi tiết, đặc trưng là âm bass cực tốt so với thể tích nhỏ của loa. KEF LSX-2-LT có kết cấu loa đồng trục Uniqui Driver Array thế hệ thứ 11, đường kính 115mm, ở giữa là loa treble đường kính 19mm, cho âm thanh có độ trung thực cao, lan tỏa rất đều, chất âm rất tinh tế, rõ nét và sống động, không tạo cảm giác bị mệt khi nghe lâu. Khi bật lớn, giải cao vẫn rõ ràng, không bị gắt, giải trầm cũng rõ nét và có lực âm. Đây là một bộ loa active nhỏ gọn cho âm thanh thuộc vào hàng top đầu trong phân khúc giá. Công suất 100W Class D cho mỗi bên loa, có thể đặt trên bàn làm việc, trên chân đế, hoặc là một bộ loa máy tính nghe nhạc rất hay. Giải tần hoạt động của LSX-2-LT là từ 49Hz đến 47kHz. Loa cũng được hỗ trợ các giao tiếp streaming như AirPlay 2, Chromecast, UPnP, Bluetooth 5.0, các dịch vụ nhạc trực tuyến nổi tiếng như Spotify, Tidal, Amazon Music, Callback, Deezer cũng được hỗ trợ đầy đủ. Vì có bộ giải mã chất lượng cao bên trong nên loa sẽ hỗ trợ nhạc số độ phân giải cao từ 16bit 48kHz đến 24bit 384kHz. Tuy nhiên, tín hiệu truyền sang loa phụ sẽ ở mức 24bit 96kHz. Mặt sau loa sẽ có sự khác biệt so với LSX-2. Nhà sản xuất đã lược bỏ cổng vào AUX in 3.5mm và lược bỏ chức năng kết nối không dây giữa hai loa. Chúng ta cần sử dụng dây loa kết nối dạng USB Type-C để kết nối sang loa phụ. Như vậy, toàn bộ âm ly và mạch kết nối giải mã sẽ ở một bên loa. Chuyển sang DVLA Phantom 2 95dB. Đây là phiên bản cỡ nhỏ của dòng loa Phantom 1, được xem là giải pháp dễ tiếp cận với đông đảo người dùng. Chiếc loa này có cấu tạo vỏ thép không gỉ, được hãng trang bị củ loa toàn giải màng nhôm và hai loa trầm màng nhôm đánh đối xứng nhau ra hai bên. Những trải nghiệm ban đầu của nhiều người khi nghe dòng loa này là rất ấn tượng với trình diễn đầy chi tiết, lôi cuốn mạnh mẽ của loa. Mức âm lượng cũng lớn, đạt mức 95dB đúng với tên gọi. Mức công suất đạt 350W Class D cho một chiếc và giải tần hoạt động từ độ sâu trầm 18Hz đến 21kHz thực sự là không có đối thủ ở hình dáng nhỏ gọn này. Khi người dùng sở hữu hai chiếc loa phân tầm cùng loại và kết nối chúng ở dạng stereo thì sẽ trải nghiệm âm thanh được nâng lên một tầm cao mới. Phantom 2 95dB cũng hỗ trợ đầy đủ các giao tiếp không dây như Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Spotify Connect, Run Ready, UPnP. Ở sau loa có giao tiếp 3.5mm và Optical. Hai hãng loa đều có app điều khiển, điều chỉnh một số giải tần âm thanh cho phù hợp với sở thích của mỗi người. Cả hai mẫu loa đều có tại Thiên Hà Audio với mức giá rất tốt khi quý vị liên hệ trực tiếp số hotline. Sau đây xin mời quý vị cùng trải nghiệm một chút âm thanh thực tế của hai mẫu loa này. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And whoa, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me.